Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dark City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả các bạn theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tựa game Call of Duty chiến tranh thế giới thứ hai. Và đây là nhiệm vụ SOE vào ngày 20 tháng 8 năm 1944. Tất thất nhiệm vụ. Trong một tháng, chúng tôi đã thắt chặt thòng lọng xung quanh những quân Đức đang trốn thoát khi chúng tôi lăn bánh về phía Paris. Nhưng giống như một con rắn chuông đang bị dồn vào chân tường, bạn có thể cá là họ sẽ có một đòn cuối cùng. À, về đây có nghĩa là một trận đánh gay go đấy. Nếu chúng tôi quyết định chơi lớn cùng nhau như hợp tác với SOE, lực lượng tinh nhuệ của Anh. À, thì là chúng ta sẽ hợp tác với quân Anh. Một đoàn tàu của Đức mang tên lửa V2 trong cuộc tấn công vào Paris đang đổ xăng tại điều đó ta có đủ thời gian để chặn nó lại. Các cậu hãy chứng minh bản thân tại Marie. Tôi sẽ cho các cậu cơ hội và đặc quyền. Con gái nữa kìa. Phải đùa. We saved some for you. Agents Vivian and Crowley will lead the operation. They've been working with the resistance for months and know the terrain well. We'll defer to them. Con gái nữa. Marin Yi. Impressive. I can't take all the credit. Just doing our job. And a fine job it was, but a warm-up, I'm afraid. Look, this is no ordinary German supply train. It's a chiến tàu tiếp tế thông thường của Đức. A liaison in the resistance, Rousseau, will provide. Vậy là sao? Mình thế đánh cái thảo đó hả? Network could mean we're on our own. The fate of Paris is in your hands. Wow, tàu chở xe tăng kìa. Hấp dẫn, hấp dẫn. Wow, nhỏ phụ nữ này cầm súng thiệt luôn. Kích chậm xăng. Thôi, để từ từ nha. Đó là mục tiêu của ta. Này các anh nên nhìn lại khen cho bọn Đức. Đoàn tàu đang đến. Đoàn tàu to nhất mà tôi từng thấy. Giáp cũng dày chất luôn. Nhưng quả tên lửa V2 có tầm bắn 200 dặm, dư sức để đánh Paris. Ta không thể để nó tiếp cận đến khu vực phóng. Daniel là mình đấy. Những cắp lóc để lén lút. À, cắp lóc để lén lút, ok. Hãy dùng dao đi sau kẻ thù của ám quy để hạ chúng. Ok ok. Né, đâm ngay cổ luôn các bạn. Hớn quá. Sao được? Chứ giờ tự nhiên lại ấy đúng không? Xin lỗi nha, xem bắn nhỏ đó rồi. Mình có đồng giảm thanh các bạn. Từ từ giờ sao? Ủa, con đứa đây nữa nè. À, nó cứa cổ các bạn ơi. Hết hồn. Sao sao bị phát hiện không? Ngăn đoàn tàu. Vậy là mình xong được một phần nhiệm vụ rồi. Ngăn đoàn tàu giờ sao ngắn. À đù.
Nó đứng đó mình không hay. Không sao, không sao. Phát hiện rồi thì thôi, đâu có gì đâu. Ê, má hết hồn. Hình như tôi đang để tiếng Việt Telet cho nên là di chuyển nó hơi khó. À, mình có shotgun. Má shotgun bắn gì mà không chết. Ảo thật. Khoan khoan, để tôi gào thôi coi 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 coi. Đúng rồi, mình đang để dưới cây hèn chi. Á, di chuyển khó vãi. Có đứa ở đây nè. Tôi không biết là đi bên nào nữa. Tôi thấy bên này nó hợp lý nên đi bên này. Từ từ từ, đợi nó đi đi. Đợi xíu. Chết mẹ, sao nó quay mặt ra hết rồi. Nó quay mặt ra hết trơn rồi sao. Ê. Từ. Má, đứa kia quay mặt ra sao đánh. Giờ có cái gì gây tiếng động được không ta? Chỉ đánh bằng niềm tin à? Kìa. Shit! Má chạy tới địa điểm lẹ bạn ơi. Ném bom. Gì vậy? Chó cắn nó không nổi. Vãi. Phải cơ liền chó cắn. Má ơi, nó bắt mình làm ở đây. Má, tôi làm anh luôn nè. Không được. Xe nó cắn. Để tôi coi. Ngoài cái chỗ đó, mình đi chỗ khác được không? Tôi chưa đi bên đây. Nãy đi bên kia, giờ đi bên đây thử. À, đi bên đây mới đúng nè ông nội ơi. Gì vậy? Đi bên đây mới đúng nè. Đúng rồi, đi bên đây mới đúng nè.
thì bên kia là 7 rồi. Báo động rồi, đã báo động rồi. À là mình không cần phải đi cửa chính, mình có thể đi bằng đường này. Change of plans. We've been spotted. Bà này làm gì vậy bà? Rồi đứng chặn cửa rồi sao tao bắn? À, tới khúc này bị chó cắn nữa. Gì đây? À, ta phải tới khúc bị chó cắn mới chịu. Bên này sao ta? Không cứu nó ha. Lấy đạn. Lấy đạn. Lấy đạn cơ bạn ông nội. Từ từ tôi đổi xuống này bắn nó phê nè. 30 viên cũng ít mà, đâu có nhiều. Vô đây không được. Đợi xíu. Máu vô là tính gì tính. Daniels, open the door. Cửa. Má. Shit. Ghê vậy. Daniels, get up. Everyone in the jeep now. Xe đâu có sẵn hay à? Chơi game bố mình thứ nhất nữa chứ. Phải. Ủa sao đi? À đi đường khác các bạn. Okay. Mình hiểu là nó bắt mình đi đường khác. Can you see it? There it is! Hit the gas! Look! We're gonna lose it! Working on it! Turn ahead! Get in the way! Under the bridge! Nah! Phải thật! Punch it! Shit! It's firing at us! Watch out! Faster! Ai? Đường gì khó đi vậy bay? Fuck. Come on. Now's your chance. Take the wheel. Có súng nào? Có súng. Steady! They're throwing grenades! Take
the front of the train. Ta cần phải đi đến trước đoàn tàu. Má ơi, động vậy. Lại đây, lại đây. Ngã xe hả? À, phải ném lại chứ. Không chết sao? Đậu xanh. Ui, tôi không thích cảnh tượng này nha. Cảnh tượng này hơi ớn à. Ghê quá, ghê quá. Ghê thiệt. Bay, 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 bay. Ui, ghê nè. Ghê quá. Ui, nguyên cái thùng dầu luôn, nó nổ một phát không biết à. Giờ nó dứt đâu luôn trời. Phải. Ui. Ui, 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 ui. Cái éo gì trời. Kìa có thằng đứng ở trên kìa. Phải. Hấp hối à. Holy shit. Did that just happen? Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Ê, nó kìa. Bắn nó. Follow me. Oh. I'll take you to your platoon. I'm sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. Như quân Anh mà, trong đội SOS mà. Daniel, first aid kit ready for you. Chưa lấy đạn cái. Over here. Khoan. Lấy đạn cái. Ngáo thật, nạp đạn xong rồi. Nạp đạn xong rồi lấy mới đúng. Mày nạp đạn lâu vãi. Nấp vào mày. Đạn còn không? Đạn còn không? Nó đạn. Đâu ta? Khoan khoan. Khoan khoan khoan, chết 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 chết. À. Ở đây không thấy. Khoan 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 khoan. Má nó bắn đầu à. Dành tháp à. Ôi. Sam. Cho đạn cái coi. Đâu rồi?
chưa? Ném đồ đang... Nó đồ nó khói này. Nó khói này, nhìn nó không thấy đúng không? Lob in the smoke. Nhìn khói nó không thấy. Nhìn khói nó không thấy mọi người. Throw the smoke grenade. Đập đạn đấy. Tay đang quỳnh đấy. Đập ra đây từ từ. There's no time to waste. Bây giờ làm gì đây? Giết thằng này hả ta? Quân mình. À, quân mình ok. I believe these men belong to you. I see you've met Rousseau. She's with the Maquis, French resistance. She killed a crowd that was gunning for us. You could at least try to capture and interrogate them first. That would be more. Tính ra nhỏ này nó cũng can đảm á chứ. I thought we lost you. Looks like you did some damage. The train was supposed to be stopped, not destroyed. Yeah, I'm sorry that things didn't go exactly as planned, but on the bright side, we've just alerted every guy. Dàn quân Đức trong khu vực. Chúng ta cần phải di chuyển đi thôi. Not until we finish the mission. Chỉ khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. We'll need your help in securing. Don't know how, but Zuss and I survived. Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Không biết cách nào nhưng Zuss và tôi vẫn còn sống sau vụ phá hoại chiến tàu đó đủ lâu. Thế thế mình gặp cô gái người Pháp cứng rắn. À, người Pháp. Tên là Russia. Cô ấy là thành viên của quân kháng chiến. Và nếu bạn có thể tin, cô ấy đã bắt đầu. Đã bắt chúng tôi lục lọi gì đây. Nhanh quá. Chuyển cảnh, chuyển cảnh. By blowing up that train, we bought Paris. Ủa vậy là xong hả ta? Now the resistance is going to use the papers we secured to hoạt động Nazi stronghold in the city. Bằng cách cho nó tôm chiến tàu đó, chúng tôi đã câu thêm thời gian cho Paris. Bây giờ quân kháng chiến sẽ sử dụng các giấy tờ mà chúng tôi có được để thâm nhập vào phần thành trì của Đức Quốc xã cho thành phố. Chúng tôi tham gia nữa. Ok. Thì tập này nhanh rồi. Mình sẽ kết thúc tập này tại đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Bây giờ, xin chào và tạm biệt tất cả bạn. Bye bye.